năm anh chưa có về thăm miền Tây sông nước mênh mông, thăm vườn cây trái sung xuê, nhớ mùi lúa thơm thoang bài trong gió, nhớ làng tóc ai ngân ngơ câu. Sống trong lòng nhớ nhung trong lòng, sao không về thăm quê, nói thương em mà sao không về thăm em. Anh sẽ về thưa giới tia ma hai bên, cao dây cầu đơm thăm mối duyên quê, thuyền dưới qua đoan đưa cô dấu mới, mình sanh đôi cất lên mối dây tơ hồng. Thứ gì đâu, ích kỷ. Làm như tao giật nợ luôn hay sao á, mà xúi thiệt á. Rồi thua hết rồi đúng không? Mỗi lần á mà con thấy má đi từ ngoài đi vô á mà má là con biết má thu tiền rồi. Hết tiền rồi hả? Làm gì có tiền nữa, nhiều má lấy mới đi đánh bài hết rồi. Thiệt á, sao mà cái nghèo nó cứ đeo hoài không biết nữa. Hồi đó kiếm lại người nào giàu có phải tốt hơn không? Ê Thơm Thơm. Gì má? Mày muốn có tiền không? Trời ơi, tiền ai không muốn. Mày muốn có tiền không? Mày muốn vàng bây giờ mày đeo khúc không? Đi ăn cướp người ta hả má? Cướp cái gì mà cướp? Bây giờ mày muốn phải không? Thì dĩ nhiên là muốn rồi. Nè, tao nói mày nghe nè, nếu mà mày muốn giàu phải không, thì bây giờ á mày đi làm con của người ta đi. Gì làm con người ta, má nói gì vậy? Là đại khái giống như là tao bán mày vậy đó. Gì? Má định bán con của mình đó hả? Má đẻ con ra rồi bây giờ má không thương con đúng không? Giờ má không có tiền rồi, con má cũng đem đi bán luôn hả? Không phải, tao bán mày mà là không phải tao bán, mà là đi vô đó làm con người ta, rồi tao đi theo tao ở với mày luôn. Không hiểu hả? Không, má nói gì á, má đẻ con ra má phải hiểu. Má đẻ con ra là má phải hiểu con của má như thế nào, cho nên má vô thẳng vấn đề giùm con đi. Mày chậm tiêu quá, bây giờ như vậy nè. Mày nhớ cái mối tình của tao với ông Hai Lợi không? Nhớ. Bậy nha. Gì bậy? Má bậy lắm nha. Con còn nhỏ nha, còn nhỏ tuổi nha. Muốn bán con mình cũng phải kiếm chỗ nào đàng hoàng một chút mới được nha. Là sao? Tao chưa hiểu lắm. Má định cho con làm vợ bé ông Hai Lợi đúng không? Trời ơi cái con quỷ. Mày tự tin quá à. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Vậy mà cũng bày đặt nó hiểu. Là vậy nè, có nghĩa là hồi xưa tao với ông Hai Lợi sống với nhau, rồi tao mê cha của mày đó, tao mê cha của mày tao mới bỏ nhà tao đi theo cha của mày. Mê thằng nghiệp kiết xác. Thì lúc đó tao không biết, lúc đó tao ngu, mày hiểu không? Lúc mà tao đi theo thằng giả là tao đã lỡ mang bầu mày rồi, cho nên tao mới bỏ ông Hai Lợi. Thì bây giờ á, tại sao không nhân cái cơ hội này tao với mày vòng về nhà ông Hai Lợi, nói là mày chính là con ruột của ông Hai Lợi. Nhưng mà con có phải là con ruột đâu. Mày là con của cha mày, nhưng mà giờ chả bỏ đi rồi. Mày thấy không, tao nuôi mày không à, thì tại sao bây giờ mình không vòng về nhà ông Hai Lợi? Ông Hai Lợi á là chủ vựa trái cây giàu nhất làng. Sao, được không? Mọi chuyện để tao lo hết cho. Lúc mà từ nhà ông Hai Lợi tao bỏ đi á, là lúc tao đang cấn bầu mày, thì tao sẽ nói là cái bầu thai đó là con của ông Hai Lợi. Chắc chắn là ông phải tin thôi. Này cũng thiệt á, hồi xưa không có làm cái bầu với ông Hai Lợi đi. Tự nhiên có bầu với ba làm chi? Đã nói là tao bị ba mày dụ, cứ nói hoài à. Rồi bây giờ sao, có muốn đổi đời không? Thì nói chung là má làm gì cũng được hết, miễn sao có tiền là được rồi. Mà má phải chắc chắn là có tiền á. Mày yên tâm đi,
Má mà nói là ông Hai Lợi sẽ tin mày là con của ổng. Lúc đó mày sẽ là chủ vựa trái cây tha hồ mà ăn, ăn mệt xỉu luôn, vàng đeo khúc khúc luôn. Được phải không? Ừ. Chắc chắn là má con mình phải đổi đời. Thiên Hải. Ờ. Nghe tao nói không? Tao không có điếc cơ mày. À. Nghe mà. Cảm ơn nhiều nghe. Đây đây để tao. Trời ơi, về đẹp trai quá trời luôn mày. Bao nhiêu năm gặp lại, cái miệng vẫn bép xép như xưa ha. Tao mặc đồ nổi đi ra đó mà đi cho mày thấy nè. Ủa, về con mình hả? Không nhắc con ghệ nào về đây ra mắt mày. Ghệ đâu mà ghệ. Lặn lội mấy ngàn cây số xuống dưới đây để tìm mày. Nhờ mày giúp cho tao tìm em nào làm mai cho tao đó. Yên tâm, tấm bảnh này ở dưới đây cái gì nó cũng biết hết trơn á. Bởi vậy nhờ mày chuyện gì chứ nhờ chuyện này là tao yên tâm rồi. Để mà mày. Đi mày. Đẹp trai quá. Cảm ơn quá hay nha. Tại sao dưới vùng quê vậy lại có một cô gái mất như vậy? Còn Hải, con Hải hỏi tấm bảnh là biết liền. Dáng đẹp quá. Còn có Tía ở bên cạnh. Hey, mày thấy vùng quê của mình giờ này đẹp không mày? Hả? Công nhận lâu ngày gặp lại mày vẫn tám như xưa ha. Ừ, tám bảnh mà mày. Ừ. Tám bảnh chứ không phải là một cái bảnh đâu nha. Nè, về đi tao giới thiệu với mày nhà con ghệ của tao. Nó có hai chị em, một đứa trên Sài Gòn á, một đứa là ở dưới đây nè, đang làm vựa trái cây. Đứa vựa trái cây tao nói với mày á, rất đẹp luôn. Để tao làm mai cho mày cho. Thiệt không đó ông nội? Thiệt. Chiều mày á là tao nghi lắm mà. Nói chuyện tám tô sắc còn có ba chén. Mày khùng quá. Dưới quê này cái gì tao không đành đâu. Con nhỏ nó đẹp á, nó cự lên có 2 đồng tiền y chang như nghệ sĩ Ngọc Quyền luôn. Thôi mày ơi, mày để tao coi đã. Mày nói chuyện á, tao nghi lắm. Đi mày. Ừ đi.
hả? Ê, Lê, ủa mới về chơi hả? Anh này, bạn chào anh, chào, mời hai anh ngồi. Chào chị. Ờ, hình như thấy chị này quen á, mà quen cái đầu mày. Nhớ con gái đầu của gia đình này á, bậy bạ nghe chưa, bà chị tương lai của tao. Ờ, mà thiệt chứ tôi nhìn tôi cũng thấy anh quen nha, có gặp ở đâu rồi hay sao? Dạ chị. Hai anh ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Chị Hai ơi, trái cây nè. Ờ. Ủa, đây là Đào, em của Lê. Cái này em gái tôi, kế tôi luôn á. Cái này thì biết rồi. Quen mà. Hả? Quen. Quen đúng rồi, có quen. Quen. Ăn trái cây, ăn trái cây. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, hôm nay có độc ăn quá. Dạ. Ủa, tía. Tía. Dạ. Chào bác. Dạ, chào, chào con. Trời đất ơi. Chưa có dịp cảm ơn con, bữa hôm đưa con Đào về đó. Ngồi chơi, ngồi chơi. Dạ, dạ bác Hai. Dạ, không có gì đâu bác, bác đừng có bận tâm. Bữa đó lu bu quá là cũng quên cảm ơn cậu. Dạ. Chứ không có cậu không biết Đào làm sao nữa. Chị Hai, chị Hai, Hai ơi. Ủa? Xuống coi thử chị Hai bị gì vậy. Anh ngồi chơi nha. Má ơi, vậy là giống giống như cô bầu á. Bậy bạ mày. Thiệt, chứ nãy giờ con ăn muối xoài ở đâu mà chúng thật. Sao mày coi cũng được mà mày nói chuyện vô duyên à. Tía ơi, không xong rồi tía ơi. Chị Hai mặt xanh lét à, áo tùm lum hết trơn á. Đưa nó lên trạm xá khám thử coi bị gì. Dạ. Ừ, để cô phụ bắt một tay nha. Dạ, để cô phụ. Nhanh đi, dạ, nhanh đi. Dạ, 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 dạ. Khổ ghê. Giái trời cho không phải như cái lời thằng khùng kia nó nói. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào bác. Chúc mừng ông, con gái của ông đã có thai được 2 tháng. Hả? Hả? Cái gì? Chị Lê có thai 2 tháng hả? Bác sĩ quẩn vô khám lại giùm một lần nữa. Chứ làm gì mà con gái tôi có thai 2 tháng? Dạ không nhầm được đâu. Chào ông. Tía có sao không tía? Đưa tía về đi. Tía mình đi về nha tía. Trải khám gì vậy? Ông không bị gì hết đó, con gái ông bị. Con gái ông bị? Con gái ông bị gì? Ông hỏi làm gì? À, chuyện ta hỏi làm gì? Con gái em nằm đâu? Ông hỏi để làm gì? Hỏi làm gì? Gì? Cái chuyện con Lê đó bà.
sao? Nó không chỉ đơn giản là bị ngộ độc đâu. Chứ nó bị không gì? Không như cái lời của y tá nói đâu. Nó bị gì? Nó bị gì mà đem lên trạm xá? Tôi đốt tiền cho y tá, tôi hỏi nó mà nó không chịu nói thiệt. Mèn đét ơi, ông đốt tiền cho con y tá nữa hả? Trời đất ơi là ông. Trời đất ơi, ông bớt xí chị thiên hạ chuyện nhà người ta đi. Chuyện gì kể người ta đi. Đúng lót y tá chi vậy? Thiệt tình à. Hỏi bà cái chuyện nó phay phay ra vậy? Ai mà không hiếu kỳ. Mà tánh tôi á, tôi khoái bà cái chuyện lạ lạ vậy. Rồi biết được cái gì? Này bà, trong cái chuyện này tôi nhìn cho Hai Lợi, tôi nghi lắm. Tôi nghi là nghi gia đình gì? Cho Hai Lợi còn giấu giấu cái gì? Giấu cái gì? Ê, biết đâu con Lê. Sao? Nó ôm ôm. Trời, ông ba ơi là ông ba. Gì? Trời đất ơi, ông mới bậy với bà rồi tới tai anh hai có chuyện nữa. Chuyện gì? Dám bằng gì được tôi? Trời, nè, ông với ổng chơi thân từ nhỏ tới lớn tới giờ. Ông biết tánh tình của ổng mà. Ổng mà ai mà làm mất danh dự của ổng, ổng là ổng không để yên cho người đó đâu. Ông coi chừng cái thân thể ông có nghe. Ổng để yên cho ông đâu nghe. Bậy bạ không à? Thôi bà, vợ con gì á, không có bên chồng gì hết, mà bên người dân không à. Chứ nó bậy biển ta bên. Chị đâu vậy? Đi ra ngoài. Gì? Không chuyện. Trời đất ơi, thiệt tình. Không biết đàn ông hay đàn bà nữa trời. Ôi trời. Con Lê đâu? Mày ra đây. Dạ. Tao kêu con Lê không kêu mày. Chị Lê, chị đi ra ngoài rồi tía. Mày xạo hả mày? Thôi em đi ra đi. Dạ có con nè tía. Mày tên Lê hả? Mày tên Lê hả? Con tên Đào. Bước vô, kêu con Lê ra đây. Lê bận rồi tía ơi. Dạ con nè tía. Chị hai đừng có. Mày nghe, cho mày ăn học cho đã rồi bây giờ mày về làm nhục cái gia đình này. Hả? Mày bôi cho trát đó lên mặt tao với má mày. Tao với má mày còn cái gì nữa để nói cái xóm cái làng này đây. Hả? Sao mày tát mẹ vậy? Con Đào. Dạ tía. Vô trong lấy cái cây này đây cho tao. Hả? Thôi đừng. Nhanh lên. Thôi mà tía. Mày cãi lời tao hả? Tao bữa nay tao không đánh tụi bay không được. Con biết lỗi của con rồi. Con xin lỗi tía. Con biết lỗi của con rồi mà tía. Mày biết lỗi của mày. Rồi tao làm sao ăn nói với má mày ở dưới suối vàng. Tía, tía đừng đánh Hài Đào quá nha tía. Kết bè kết lũ với nhau. Đỡ nâng cho nhau đó hả? Đỡ nâng cho nhau sao biết đỡ nâng là khuyên nhủ nhau. Đừng có làm cái chuyện bậy bạ như vậy. Đưa cái cây đây. Tía. Mày đưa nhanh không? Nằm xuống. Thôi mà tía. Tía ơi. Thôi mà tía. Tía ơi. Nằm xuống. Tía. Hai đứa bay dạt ra. Tía. Mày dạt không? Dạ rồi con nằm. Con nằm mà. Mày là chị lớn. Thôi mày mà không tía. Làm gương cho hai đứa này thì như thế nào? Nằm xuống. Tía ơi, hai là có thai mà tía đánh vậy rồi em bé sao tía? Thôi được rồi, để hai nằm. Thôi mà hai. Hai. Tía ơi. Dạ ra. Mày. Thôi mà tía ơi. Tía. Bây giờ tao phải biết ăn làm sao, nói làm sao với hàng xóm láng giềng đây. Hả? Con xin lỗi tía, con biết. Con biết là con có lỗi, con có tội với nhà mình. Tại vì một phút lầm lỡ mà con gây ra chuyện này. Con xin tía, tha cho con đi tía. Tía ơi, tía cho con lên lại Sài Gòn đi tía. Tía, chị hai lỡ có thai rồi tía. Thôi từ từ đi rồi mình tính đường, tía ơi. Từ từ cái gì? Mai mốt là cái bụng nó càng chình in lên. Ha, thì mụ nội tao cũng đậu chuối khô nghe mày. Con xin lỗi tía. Tía, tía.
ở trên trạm xá không ai biết hết á. Không ai nói đâu tía. Cả xóm này không ai biết đâu mà tía. Đúng rồi, đâu ai biết đâu tía. Sao mày ngu vậy? Trạm xá nó biết hằng ngày có người bệnh lên. Nó sẽ nói từ từ. Mưa lâu nó sẽ thấm đất. Cả xóm này nó biết. Trời ơi, mặt mũi của tao đi dùi với trò hả? Ngài ơi, có nhà ở đây. Đi vô trong, vô trong. Cầm dạ, cây vô, dạ, vô hết. Đi, đi. Anh chưa có về thăm miền Tây sông nước mênh mông, thăm vườn cây trái sung xuê, nhớ mùi lúa thơm thoang bài trong gió, nhớ làng tóc ai ngân ngơ câu. Những điều lý dân ca nghe dày sống trong lòng. Nhớ nhung trong lòng sao không về thăm quê. Nói thương em mà sao không về thăm em. Anh sẽ về thưa giới tia má hai bên, cao dây trầu đơm thăm mối duyên quê. Thuyền dây qua đón đưa cô dâu mới, mình sân đôi kết nên mối dây tơ. Ba mẹ nuôi em bán hủ tiếu, còn ba mẹ nuôi của chị thì giàu có. Chị sẽ đổi với em sẽ được ăn bánh kẹo, được đi xa hơi. Nguyệt, chị hai, ngày mốt là chị đám cưới rồi đó. Anh đi xa hơi chắc gia đình nhà ảnh giàu lắm hả chị? Chính chị đã cướp đi những thứ này của mình chỉ lấy lại mà thôi. Tại sao lại giả làm chị để kết hôn với anh Bảo? Em chỉ lấy lại những thứ thuộc về em thôi. Ngày xưa chị không đổi với em thì em đâu có ra nông nổi này. Em không để cho chị cướp đi thân phận của em lần nữa đâu. Quanh quẩn ở đây thế nào cũng gặp người quen à.